Địch Đại Nhật Ba công khai danh tính của nửa kia sau thời gian ngắn hẹn hò. Địch Đại Nhật Ba lại mang đến bất ngờ gì cho người hâm mộ nữa đây? Bên cạnh Dương Tử, Địch Đại Nhật Ba cũng là mỹ nhân được truyền thông và khán giả săn đón khi tái xuất đường đua phim ảnh hè 2023. Được biết, mỹ nhân Tân Cương đang nhận được sự quan tâm khi tham gia diễn xuất trong bộ phim cổ trang An Lạc Truyện. Ở dự án này, cô nhiều lần vừa nghi vấn phim giả tình thật với Cung Tuấn, nhưng chưa ai lên tiếng đính chính. Sau nhiều đồn đoán của khán giả, cặp đôi vừa có những động thái đáng chú ý đầu tiên. Từ những ngày đầu lên sóng, An Lạc Truyện đã nhận về nhiều ý kiến từ phía mặt phim Hoa ngữ. Phim bị chê vì kỹ xảo ba xu, nội dung diễn xuất đều không quá nổi bật so với các dự án ra mắt cùng thời điểm. Tuy nhiên, chỉ số nhân vật do Địch Đại Nhật Ba đảm nhận vẫn phá chín từng thứ hạng cao trong bảng xếp hạng. Địch Đại Nhật Ba và Cung Tuấn vẫn được đẩy thuyền nhiệt tình bởi sự đẹp đôi cùng tương tác đầy gian tình trong các buổi tuyên truyền. Mới đây, hai diễn viên tài sắc khiến truyền thông bùng nổ khi công khai tình từ trong bộ ảnh mới do ekip An Lạc Truyện thực hiện. Ở một số góc ảnh, cặp đôi được cộng đồng mạng khen cả tướng phu thê với nhiều nét tương đồng về ngoại hình, nhất là ở góc nghiêng thần thánh. Trong video hậu trường ghi hình cho bộ ảnh, cặp đôi nhiều lần trao nhau ánh mắt tình tứ phản ứng hóa học tràn màn hình. Sau khi khoảnh khắc trên được lan truyền trên mạng xã hội, Cung Tuấn và Địch Đại Nhật Ba nhận nhiều bình luận có cánh. Bên cạnh đó, khán giả cũng đặt nhiều kỳ vọng vào chặng đường sắp tới của An Lạc Truyện. Đồng thời họ cũng mong rằng cặp đôi hãy trao dồi thêm diễn xuất để thoát mác bình hoa di động mà một số anti fan đặt ra.